các nhà dự báo thời tiết áp dụng kỹ nghệ vào chống lũ lụt. Một loạt kỹ nghệ mới đang được đưa vào thử nghiệm để chống lũ lụt khi các con sông và các cánh đồng nông nghiệp trên khắp miền Trung Hoa Kỳ tràn ngập nước. Máy bay không người lái điều khiển, các supercomputers, một hệ thống phát hiện vật thể dưới nước và đo độ sâu nước đang được áp dụng để giúp kiểm soát lũ lụt. Theo giáo sư khoa học địa chất và khí quyển tại Đại học tiểu bang Iowa cho biết, các công cụ này kết hợp đưa ra các dữ liệu cho phép các nhà điều hành, có thể tiếp cận tình hình thực tế nhanh chóng và kịp cứu giúp người bị nạn cùng tài sản của họ. Tuy nhiên, chi tiêu cho các kỹ nghệ này đang bị cắt giảm. Mặc dù việc khắc phục thảm họa tốn kém hơn, các nhà khoa học chưa biết trong mùa xuân có khả năng 13 triệu người có nguy cơ phải sống trong ngập lụt. 200 đồng hồ đo trong thời gian qua cho thấy một mức ngập lụt lớn có thể xảy ra tại khu vực sông Mississippi. Một bản đồ từ National Weather Service cho thấy lũ lụt tiếp tục diễn ra từ Red River ở North Dakota đến cửa sông Mississippi ở Louisiana. Ed Clare, giám đốc National Water Center ở Tuscaloosa, Alabama cho biết tính mạng của hơn 200 triệu người có nguy cơ bị lũ lụt đe dọa. Phần lớn các kỹ nghệ như National Water Model đã bị loại bỏ, thay vào đó các supercomputers tại Virginia và Florida cung cấp các nguồn dữ liệu lớn hơn gấp 700 lần bằng cách kết hợp dữ liệu từ 5 triệu mao sông và các con suối khắp quốc gia, bao gồm cả những vùng hẻo lánh.